Xin chào quý các bạn, trên hình bạn thể thấy đây là phần mic mic nghe gọi trên điện thoại Oppo F1s đang chờ thay mới tại di động Qualcomm.vn. Khi mà mic điện thoại Oppo F1s nói đầu bên kia nghe nhỏ, nghe dè, nghe chập chờn đâu cũng không. Đó dấu hiệu cơ bản báo hiệu mic của điện thoại Oppo F1s đã lỗi hỏng cả về thay mới. Hiện tại di động Qualcomm.vn có tất cả linh kiện trên điện thoại Oppo F1s nói chung và phần mic mic nghe gọi của máy nói riêng thay mới với các bạn khi cần. Khi bạn hỏng lỗi mic của điện thoại Oppo F1s, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên tại di động Qualcomm.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Đối với khách hàng ở xa muốn thay mic cho điện thoại Oppo F1s, quý các bạn có thể sử dụng dịch vụ ship code COD. Quý vị các bạn đặt hàng tại website di động Qualcomm.vn, chúng tôi chuyển đến tận địa chỉ hàng yêu cầu. Quý hàng nhận được, quý hàng thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý các bạn đã xem video tại di động Qualcomm.vn. Mọi thắc mắc liên quan đến dịch vụ sửa chữa điện thoại Oppo F1s xin vui lòng liên hệ 0961234534. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video tại di động Qualcomm.vn.